Cách lên chiến dịch quảng cáo livestream hiệu quả trên Facebook. Để chạy được quảng cáo livestream thì chúng ta phải set up mục tiêu chiến dịch là lượt tương tác. Tại mục vị trí chuyển đổi ở trong nhóm quảng cáo thì các bạn sẽ lựa chọn vào cái mục là trên quảng cáo của bạn. Và ở cái mục loại tương tác thì các bạn sẽ lựa chọn vào lượt xem video và chúng ta sẽ tối ưu hóa lượt xem through play. Các bạn sẽ lên cho mình tối thiểu là 2 chiến dịch. Chiến dịch đầu tiên chúng ta sẽ chạy quảng cáo với ngân sách hàng ngày. Vì ngân sách hàng ngày sẽ phân phối trong 24 giờ mà phiên live của chúng ta chỉ kéo dài trong vài tiếng. Cho nên nếu như các bạn muốn chạy quảng cáo với ngân sách 1 triệu thì các bạn phải đặt cái mức ngân sách cao hơn cái mức ngân sách 1 triệu này. Thì lúc đó chúng ta mới mong chi tiêu được ngân sách. Ví dụ các bạn có thể đặt ngân sách là 2 triệu hoặc thậm chí cao hơn nữa thì lúc này cái tốc độ cắn tiền nó mới xảy ra nhanh chóng và cái phiên livestream của chúng ta mới tăng được mắt xem. Và với cái chiến dịch thứ hai thì các bạn sẽ lên một cái chiến dịch với mục tiêu ngân sách trọn đời. Với mục tiêu ngân sách trọn đời và chúng ta giới hạn cái khoảng thời gian của phiên livestream trong vòng vài tiếng thì lúc này Facebook sẽ chi tiêu ngân sách cực kỳ nhanh. Đôi khi phiên livestream của các bạn diễn ra trong vòng 3-4 tiếng, tuy nhiên 1 tiếng đầu thì nó đã cắn khoảng tầm 70-80% ngân sách rồi. Để hạn chế cái điều này thì các bạn hãy đặt cái mức ngân sách thấp hơn cái số tiền mà chúng ta dự định chi tiêu. Giả sử như các bạn định chạy 1,5 triệu thì các bạn chỉ nên đặt khoảng tầm 7-800 thôi. Và chúng ta sẽ nhân bản ra khoảng tầm 1 đến 2 chiến dịch như thế này nhé. Về phần target, các bạn hãy chuyển sang dùng mục tiêu đối tượng ban đầu thay vì sử dụng target advantage. Chúng ta sẽ loại trừ một số mục như sử dụng thiết bị di động dưới 1 tháng và sử dụng thiết bị di động từ 1 đến 3 tháng, quản trị viên trang bán lẻ hoặc là quản trị viên trang kinh doanh. Ở phần nhắm mục tiêu đối tượng thì các bạn chỉ cần điền vào từ 1 cho đến 3 keyword để điều hướng cái quảng cáo livestream của các bạn đến đúng đối tượng hơn. Lưu ý là khi chạy quảng cáo livestream thì chúng ta tuyệt đối không target sâu để tránh cái việc là chúng ta không có mắt xem hoặc mắt xem đổ về rất là ít. Tiếp theo, ở mục vị trí quảng cáo, các bạn sẽ lựa chọn vào vị trí quảng cáo thủ công và chúng ta tắt hết tất cả các mục như là Audience Network, Messenger hoặc Instagram đi. Ở phần vị trí quảng cáo thì các bạn tắt hết những cái phần còn lại đi và chúng ta chỉ để lại duy nhất cái bảng feed này thôi. Chúng ta sẽ tích vào hai vị trí, thứ nhất là bảng feed Facebook và thứ hai nữa là bảng tin video trên Facebook. Nhưng mà thường khi chạy quảng cáo livestream thì cái vị trí mang lại hiệu quả cao nhất đó là vị trí bảng feed Facebook. Vì vậy nên các bạn có thể bật hoặc là tắt đi cái mục bảng tin video trên Facebook này đi nhé.